chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang đứng tại thực tế nhà của Hà Nội và trục đường mà Trọng Thơ đang đứng tại trục đường N5 nhé, rộng 25m, chạy xuyên suốt từ dự án Megamex chạy qua khu công nghiệp Megamex 2000 ha. Và hiện tại Trọng Thơ đang đứng đây, đằng sau lưng của Trọng Thơ là nhà phố thương mại đường D1 rộng 52m và được Megamex thiết kế nhà phố thương mại với diện tích 5x30 và thiết kế là một trệt hai lầu. Và rẽ phải theo đường D1 chúng ta sẽ ra giai đoạn 2 và giai đoạn 1 của Megamex Trân Thành. Và khu vực Trọng Thơ đang đứng đây cách trường cao đẳng nghề Bình Phước chỉ có 350m thôi nha cả nhà. Trường cao đẳng Bình Phước được thiết kế với 14 tầng và sẽ cho vào hoạt động vào tháng 10 năm 2022. Chạy thẳng cái trục đường này chúng ta sẽ ra khu công nghiệp Megamex. Và như cả nhà đã thấy là đang xây dựng những nhà máy và đã có những nhà máy hoạt động như nhà máy ấp trứng CP Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ và một công ty Nhật Bản. Hiện tại trong khu công nghiệp đã có 6 công ty đang hoạt động và đang xây dựng thêm những nhà máy mới. Và trục đường này chạy xuyên suốt qua An Long, Phú Giáo, Bình Dương, kết nối với tuyến đường Minh Thành An Long. Và khu vực này đang được xây dựng nhà ở xã hội Megamex là dành cho những anh em công nhân làm trong khu công nghiệp với thu nhập thấp thì chúng ta có thể sở hữu một trong những vị trí để an cư lạc nghiệp trong này, có thể mua hoặc là thuê lại nhà ở xã hội của Megamex. Thì với diện tích là 5x30 thổ cư 100% thì hiện tại Trọng Thơ đang phân phối giá chỉ có 7 triệu trên 1 mét vuông. Và vị trí đất của Trọng Thơ chạy thẳng trục đường này khoảng 180m là tới vị trí đất. Và giá hiện tại chỉ có 7 triệu trên 1 mét vuông, có nghĩa là 1 tỷ cho đến 1 tỷ mốt là chúng ta đã sở hữu cho mình một vị trí tại khu công nghiệp và đô thị Megamex Trân Thành Bình Phước. Hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu một trong những vị trí đẹp nhất. Và hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất, cập nhật tình hình mới nhất tại dự án Megamex Trân Thành. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại.